ngày cưới của các cụ. Đây là con của chú gì Thanh Nhự. Hôm nay là đại gia đình của ông bà Khẩn, tức là bác, đến tham dự thánh lễ hôn phối tại thánh đường Đức Mẹ La Vang ở Orange County. Bây giờ là thánh lễ bắt đầu là lúc 11 giờ trưa, sau khi thánh lễ ra nhà hàng. Chúng ta trong thánh lễ này xin được chào mừng hai họ Phạm Huỳnh. Trước hết được xin được chào mừng ông bà Phạm Đình Khản, tức là song thân của chú rể. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin chào ông bà Khản, cũng như là ông bà Khẩn, tức là ông anh cọc trèo. Chúng ta xin chào ông bà Khẩn một tràng pháo tay luôn ạ. Vâng. Xin được chào vị đại diện cho đàn gái, tức là cô Giselle Đào và ông Hoàng Phạm, một tràng pháo tay đại diện cho họ đàn gái ngày hôm nay, đại diện cho ông bà bác sĩ Huỳnh Như Cường và Lê Thị Kim Cúc hiện nay ở Sài Gòn,
không thể hiện diện với người con trong ngày thành hôn được. Nhưng mà hôm nay tất cả chúng ta cầu xin cho anh Trung và chị Nhật Linh được hạnh phúc bên nhau. Giờ đây xin mời bà Khán và mời cô Giselle Đào lên đốt hai cái nến cho hai người con chúng ta. Mời bà lên ạ. Mời bà lên. Cô Giselle Đào xin mời cô lên đốt cho cháu. Vâng, hai anh chị đại diện á. Anh chị đại diện bởi chị Giselle Đào lên ạ. Vâng, hai chị. Vâng. Hai chị mặc hai chiếc áo đầm rất đẹp ở Bô Sa. Và chúng ta cáo bên hai chị một tràng vỗ tay thật lớn. Vâng, xin mời hai chị lên đốt hai cái nến cho hai người em. Hai chị ấy vui lên, cười lên đi, cho răng vàng sáng chói. Chúng ta cáo bên hai chị một tràng vỗ tay thật lớn. Vâng, cảm ơn. Đưa chị đưa hai nến này cho ông đây. Đưa cho ông này. Rồi, đưa cho ông này. Thôi, thổi đi chị, sao cái nến này nó Bô Sa. Thôi, được rồi chị ơi, không sao đâu. Được rồi. Xin Chúa cho nó đừng có cháy. Rồi, được rồi. Vậy xin hai chị về chỗ. Và giờ đây chúng ta hướng về Chúa. My dear friends, as we gather here to pray for Trung and for Linh, the newlywed tonight, today, pray for them that they may love each other and respect each other as the Lord commanded. Thank you so much for your friendship, for your love and support in this celebration. Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Đức Kitô ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thiên Chúa là tình yêu và hôm nay Chúa mời anh Trung và chị Nhật Linh trở nên duyên vợ chồng và chúng ta nữa đang sống trong đời sống vợ chồng. Đôi khi chúng ta cũng không được yêu thương nhau như lòng Chúa ước mong. Giờ đây chúng ta thành tâm sám hối xin Chúa thứ tha để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chúa thánh thần trong vinh quang, Đức
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi tạo dựng loài người có nam có nữ, Chúa đã muôn quá hai nên một. Hôm nay là ngày lễ thành hôn của anh Phạm Đình Trung và chị Huỳnh Nhật Linh. Xin cho hai người trọn tình vơi nghĩa với nhau và biết mở rộng lòng yêu thương mọi người để làm chứng cho tình yêu vô biên của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen. Xin mời Chị Man tòa Lee BC được xin mời hai người lên đọc lời Chúa. Bài trích xuất Thánh Đức Huấn Ca. Phúc cho người chồng có được người vợ tuyệt hảo, vì tuổi thọ của ông sẽ tăng thêm gấp đôi. Ông sẽ sống những chuỗi ngày bình an và với niềm vui là người vợ tuyệt hảo. Chính người vợ là phần thưởng dành cho người chồng biết kính sợ Thiên Chúa. Trong bất cứ thời gian nào, hoàn cảnh nào, dù giàu hay nghèo, với đời sống gia đình, con tim họ sẽ tràn ngập vui sướng. Ánh mắt họ sẽ rạng ngời hân hoan. Người chồng sẽ thêm vững mạnh khi người vợ biết chu toàn bổn phận. Và sự duyên dáng của người vợ sẽ kiếm chồng say đắm. Không giá nào có thể mua được những đức tin dày công tô luyện. Mọi người, một người vợ biết kèm hế miệng lưới được coi như món quà của Thượng Đế Chí Công. Có được người vợ chung thủy là có được ích lợi bao lần. Vì sự đang chính của cũng không thể cân đo định giá như mặt trời ngời sáng trên ngàn cây, đỉnh núi. Sự đảm đang quá xuất của người vợ cũng cao đẹp biết bao. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Suốt cả đời người.
con cháu người đông đúc như sao trời, an vui đến muôn ngàn đời. Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh chị em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh chị em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau. Nếu người này có chuyện phải oán trách người kia, như Chúa đã tha thứ cho anh chị em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh chị em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh chị em. Sự bình an mà anh chị em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh chị em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh chị em hãy học hỏi và bảo nhủ lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, những khúc ca và những bài hát thiêng liêng cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh chị em. Với tất cả những gì anh chị em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện anh chị em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Please stand. Tôi đứng lên. Anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Jesus said to his disciples, "This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I have called you friends, because I have told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I who chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you." Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Đây là giới răn của Thầy, các con hãy mến thương nhau như chính Thầy đã mến thương các con. Không ai có tình yêu cao quý hơn mối tình của người thí mạng mình vì bạn hữu. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thực thi những điều Thầy dạy các con. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ nó làm. Nhưng Thầy đã gọi các con là bạn hữu, để bất cứ gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy,
thì Thầy đã tỏ ra cho các con hay. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đặt các con lên để các con ra đi, các con thâu hoạch kết quả, và kết quả của các con tồn tại để bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin với Chúa Cha thì Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền dạy các con những điều đó để các con mến thương nhau. Đó là lời Chúa. Xin mời quý vị an tọa. Please be seated. Bây giờ hai người đẹp ngồi xuống đi. Bây giờ cha hỏi này, bây giờ hai người quen nhau từ năm bao nhiêu? 2014 là tại sao mà Trung lại quen với Nhật Linh mà không yêu những nàng khác? Tại sao? Tại sao yêu cái nàng này? Nàng có đẹp không? Yes. Nàng có ngon cơm không? Có. Gì nữa? Nụ cười rất là duyên dáng, phải không ạ? Và luôn luôn yêu thương Trung, phải không? Đúng không? Và chúng ta cho Trung một tràng hóa tay để nói lên cái điều tại sao mà Nhật Linh lại yêu cái Đình Trung này mà không yêu những chàng trai khác? Tại sao? Thành thực và vui tính, phải không ạ? Vui tính mà chọn ba nam lính, phải không? Chúng ta tràng hóa tay để cảm ơn chị Nhật Linh hôm nay. Trai khôn tìm vợ Nhật Linh mà gái ngoan kiếm chồng Đình Trung đẹp trai, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết làm sao, từ ngày có nhau về, nhà mình đôi tiếng chữ thề, hy vọng rằng Trung và Nhật Linh không cãi nhau, đúng không? Hai người chúng ta phải yêu thương nhau, và yêu nhau thì trăm sự chẳng nề, dầu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Hôm nay, cho dù anh chị không đồng tôn giáo, nhưng mà hôm nay chúng ta cảm ơn Chúa, cảm ơn trời đã cho con được hạnh phúc bên nhau. Hôm nay chúng ta cảm ơn ông bà Khản hôm nay ạ, vì người cha mẹ của anh Trung một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, cảm ơn ông bà Khản. Ông bà hôm nay nhẹ thêm một gánh nữa, nhưng mà ông bà còn hai gánh nữa kìa, còn nặng lắm. Nhưng mà hôm nay cảm ơn ông bà Huỳnh Văn Cửu Việt Nam, đúng không? Như ở Việt Nam, ông bà dù là không đến được vì mùa Covid, nhưng mà hôm nay người con gái lên xe hoa về nhà chồng. Chắc có lẽ người ba mẹ nói với các con thế nào, hãy yêu chồng, yêu từ ban đầu, yêu mãi ngàn năm, đúng không? Cha mong rằng hai người chúng ta nghe bài thứ nhất của sách Đức Huân Ca nói gì với Trung và Nhật Linh ngày hôm nay. Phúc cho người chồng có người vợ tuyệt hảo, vì tuổi già anh tăng gấp bội. Đấy, cho nên người vợ tuyệt hảo là người nào? Là người biết dùng miệng lưỡi nói tốt cho chồng, đừng bao giờ nói xấu chồng. Và người ta nói chỗ nói xấu chồng là chỗ nào biết không? Chỗ làm neo hay nói xấu chồng nhiều lắm. Nên tất cả chúng ta đừng nói xấu chồng. Và cái chỗ nào mà người chồng hay nói xấu vợ? Cà phê lú. Tất cả chúng ta đừng ra đứa mà cãi nhau và đưa nhau ra. Bởi vì xấu vợ là xấu chồng, đúng không? Cho nên hai người ngày hôm nay yêu nhau yêu cả đường đi, mà ghét nhau thì ghét cả công ty họ hàng. Cho nên hãy yêu nhau, chung thủy với nhau. Trung đây là tên rất đẹp, đúng không? Nhật Linh, cô người Nhật mà lại linh cảm nữa. Nhật Linh tên rất đẹp. Không biết rằng ba mẹ đặt cho cô Linh thế nào, nhưng mà thế là lúc nào cũng nụ một nụ cười. Vậy thì hãy cười, cười mãi, cười răng đi cho răng vàng sáng chói, đúng không? Cho nên yêu thầm, yêu tất cả, không phải yêu một ngày mà thôi, yêu mãi ngàn năm. Hãy yêu nhau và hãy tha cho nhau, không phải tha ngày hôm nay mà thôi. Thánh Phaolô nói thế nào trong bài thứ hai? Anh chị hãy có tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại và chịu đựng lẫn nhau và tha cho nhau. Đấy. Nếu mà anh Trung có lỗi, có tha cho anh Trung không? Có. Mà nếu người Nhật Linh có lỗi, Trung có tha không? Phải tha. Không tha thì đâu có yêu nhau được. Cho nên hôm nay, một lát nữa đây, Nhật Trung sẽ trao cho Nhật Linh một cái nhẫn không biết mấy chục ngàn đô la. Nhưng mà nhẫn này nói lên cái gì ạ? Nói lên rằng chúng ta đã có vợ và chúng ta đã có chồng. Ngày nào đau khổ, hãy nhớ đến ngày hôm nay. Ngày mà trước ngày độc lập tự do, lang thang chết đói, lùi khổ ở tù. Hôm nay ngày 3 tháng 7 năm 2021, Trung sẽ nói với Nhật Linh cái gì ạ? Anh yêu em suốt đời, đúng không? Và Nhật Linh nói với Trung sao? Em yêu anh trọn kiếp. Đấy, lời thề trước mặt hội thánh quan trọng lắm. Cho nên hãy sống với lời thề ngày hôm nay, và hãy yêu thương như cha mẹ mình đã yêu. Ông bà Khản, ông bà Khánh đây rồi, cha mẹ của mình ở Việt Nam nữa. Yêu nhau thì phải bỏ tất cả, phải luôn luôn biết rằng mình cũng có lỗi, mà có lỗi thì phải tha cho nhau. Trung phải tha cho Nhật Linh, đúng không? Linh cũng vậy. Nhiều khi mình cũng nói quá lời, làm ông chồng cũng được vui. Đừng bao giờ la ó nhau, trừ nhà cháy,
Người Mỹ nói vậy, do not shout at each other unless your house on fire. Ok? Bởi vì không, nếu mà không shout sao chạy. Cho nên đừng bao giờ la ó nhau trừ khi nhà cháy. Hãy yêu thương và kính trọng nhau, kính trọng trong cuộc đời của mình. Và có như vậy thì Nhật Linh với lại Đình Trung mới hạnh phúc được, đúng không? Kính thưa toàn thể quan viên hai họ, hôm nay chúng ta đến đây để cầu nguyện cho hai người con, người cháu, đó là Đình Trung và Nhật Linh. Hai bạn trẻ này hôm nay trở nên duyên vợ chồng trước mặt Chúa. Xin cảm ơn quý vị đã đến đây, dù trong mùa đại dịch Covid, nhưng mà đừng để Covid nó viết cô, nghĩa là nó làm chủ chúng ta. Nhưng hãy để tình yêu làm chủ cuộc đời của Nhật Linh, Đình Trung và Nhật Linh. Hai tên ngày hôm nay ghép lại với nhau, hãy sống chung thủy với nhau, hãy sống nhẫn nại với nhau, và hãy sống tha thứ cho nhau, quan trọng. Vậy thì trung thành với Chúa Ba Ngôi, thảo kính cha mẹ, đôi ta chữ tình, Đình Trung sánh với Nhật Linh, bên nhau hạnh phúc, ngàn đời yêu nhau. Cầu chúc cho Đình Trung và Nhật Linh trăm năm hạnh phúc, ngàn năm tình vẫn đẹp. Amen. Xin mời hai vị làm chứng lên trên này, xin mời hai người đẹp đứng lên để bắt đầu nghi thức. Xin mời hai vị làm chứng nè. Anh nào mới tới xin anh đứng đây. Anh Phạm Đình Trung và chị Huỳnh Nhật Linh, anh chị hôm nay đến nhà thờ để xin Chúa chúc lành cho tình yêu của hai người. Bây giờ đây trước mặt Hội Thánh, cha hỏi ý kiến Đình Trung và Nhật Linh. Hai người có tự do để kết hôn với nhau không ạ? Thưa có. Có. Thưa có. Một khi thành hôn, hai người sẵn sàng yêu thương và tha thứ chấp nhận nhau suốt cuộc đời hôn nhân không? Thưa có. Thưa có. Đình Trung và Nhật Linh sẵn sàng đón nhận những con cái mà Thiên Chúa sẽ hứa sẽ ban cho hai anh chị, và anh chị hứa với giáo hội là sẽ giáo dục con cái mình theo tinh thần Đức Kitô và Hội Thánh Ngài không ạ? Có. Thưa có. Bởi vì Đình Trung và Nhật Linh quyết định với nhau, hai người hãy cùng quay mặt vào với nhau, bỏ hoa xuống đây, tay cầm chặt trong tay, mắt nhìn mắt, tim cùng đập, nói lên lời ưng thuận này trước mặt cha và thân bằng quyến thuộc. Anh Phạm Đình Trung. Con, anh Phạm Đình Trung xin nhận em Huỳnh Nhật Linh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi gặp vượng, khi lúc gian nan, khi bệnh hoạn, lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Huỳnh Nhật Linh xin nhận anh Phạm Đình Trung chồng. Chồng và hứa lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng, lúc gian nan, khi bệnh hoạn, lúc mạnh khỏe, yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày. Xin Thiên Chúa là cha của Abraham, Isaac và Jacob thuở xưa chúc lành cho tiên tổ loài người. Hôm nay chúc lành tình thương của Đình Trung và Nhật Linh. Hai người nhớ rằng lời thề hứa của hai người trước bàn thờ Thiên Chúa, và Ngài đã phán sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được tháo gỡ, nhân anh cha và con và Thánh Thần. Nhân cưới đây, Đình Trung và Nhật Linh sẽ trao cho nhau để làm bằng chứng tình yêu, lòng chung thủy đối với Chúa và đối với nhau, nhân anh cha và con và Thánh Thần. Cái nào là cái của nàng? À, vậy là em Huỳnh Nhật Linh. Em Huỳnh Nhật Linh. Hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng và tình yêu, lòng chung thủy của anh, cha và con và Thánh Thần. Chung cảnh này, lòng chung thủy của em, tình yêu Thiên Chúa đóng ấn từ đây, hai con tim hòa chung một nhịp, để rồi giữa gia đình thánh gia Đình Trung và Nhật Linh tay trong tay xây dựng mái ấm gia đình.
giờ đây hai người sẽ đốt hai cái nến mà hai người chị mình đã đốt. Bây giờ chúng ta trở nên một, mình với ta tuy hai là một, ta với mình tuy một là hai, và nhớ yêu thương suốt đời. Lúc hạnh phúc, đau khổ, lúc còn job, dù lúc mất job, để yêu thương và chấp nhận nhau. Hai người hãy cười lên để đốt với nhau. Trung cười lên, Nhật Linh cười lên, cho răng vàng sáng chói, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, đừng có biết bấm môi. Bấm môi nó xấu lắm. Vâng, rồi. Thôi đi, để kia, để bên sang bên kia. Rồi. Xin thắp sáng lên một ngọn nến hồng cho cuộc đời anh, cho cuộc đời em, cho cuộc đời chúng ta. Xây men trầm hương lung linh hào quang sáng tươi, xin hãy đốt lên một ngọn nến lòng, xin hãy nhóm lên ngọn lửa tình yêu để đời thêm thanh, để đời thêm trong, để lòng người biết tìm đến cùng Chúa tình yêu. Xin phép hai họ cho hai con chúng ta hôn nhau một cái. Mời Trung và chị Nhật Linh hôn nhau đi, hôn nhau đi. Ta bắt đầu tay để cho hai người rồi. Vâng, quay xuống, quay xuống, quay xuống rồi. Đó là một nụ hôn 10 triệu đô la. Kính thưa quản vị, quan viên hai họ, thay mặt cho chính quyền California và nhà thờ Đức Mẹ La Vang xin trân trọng giới thiệu gia đình trẻ nhất, đẹp nhất và mới nhất của Little Sài Gòn hôm nay. Đó là gia đình của chị Phạm Đình Trung. Chúng ta một tràng tay nữa để chúc mừng hai người đẹp. Và chúc mừng cho ông bà Khản, ông bà Khẩn và chị Giselle Đào cũng như là anh Hoàng Phạm và quan viên hai họ. Ta đứng lên để cầu nguyện cho đôi bạn trẻ. Please stand, you turn around. My dear friends, as we continue in this celebration, let us pray for Trung and for Nhật Linh as they bless their love together. May the Lord bless them. Okay, đọc đi. Lạy Chúa. Lạy Chúa là suối nguồn tình yêu, xin ban cho anh Phạm Đình Trung và chị Huỳnh Nhật Linh vừa ước thệ với nhau được muôn phước lành của Chúa, được mãi mãi yêu thương nhau, biết xây dựng gia đình theo gương sáng thánh gia và biết kiên trì trong đời sống lứa đôi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa tuôn đổ dồi dào hồng trên cha mẹ vì nhờ công lao dưỡng dục của các ngài mà hôm nay anh chị Đình Trung và Nhật Linh được trưởng thành đi vào đời, cùng nhau xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho cha chủ tế và cho hết mọi người trong hai họ Phạm Huỳnh của chúng con. Nhờ tham dự bí tích thánh thể và chứng kiến lễ hôn phối hôm nay, biết sống quên mình và nêu cao nếp sống gia đình đầm ấm an vui, chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Nhân ngày lễ thành hôn, chúng con cũng dâng lên Chúa các linh hồn quý, ông bà tổ tiên của hai họ chúng con đã qua đời. Xin Chúa ban cho họ được hạnh phúc muôn đời cùng với các thánh của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. For all the guests gathered here with them today, may they enjoy the warm company of family and friends and have safe travel on their journey home. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. For Đình Trung and Nhật Linh, and may they live long, blessed life together. May their love grow stronger each every day, and may found the family rooted in faith and unconditional love. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin chúc lành cho tình thương của Đình Trung và Nhật Linh mà họ vừa thể hiện trước bàn thờ. Chúc lành cho cha mẹ đôi bên và thân bằng quyến thuộc. Xin tình yêu này mãi mãi hạnh phúc đời này,
hầu mai sao được hạnh phúc trên trời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Please be seated. Xin mời hai người quay xuống. Cầu nguyện để hy lễ của chúng ta suốt sáng dâng lên Chúa hôm nay, cầu cho đỉnh trung và nhật linh được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho nhật trung và đình trung và nhật linh vừa thành hôn với nhau theo luật hồi thanh. Mối duyên này Chúa đã xe định, xin an bài cho hai người được trăm năm hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng chị. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã muôn đình trung và nhật linh duyên kết với nhau để suốt đời yêu thương gắn bó và trăm năm vẹn nghĩa vợ chồng. Để nhờ cuộc sống hôn nhân thanh thiện này, con cái Cha ngày càng thêm đông đảo. Nhờ Cha dự liệu và ban ơn, Cha làm nên hai điều kỳ diệu là làm cho đôi bàn sinh con cái để trần gian được tăng vẻ huy hoàng, và cho con cái của hai người được tái sinh để gia hội càng thêm phát triển. Vì thế, hợp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi và tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con
và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin Van giáo phận chúng con, hai Đức Cha phụ tá Đức Cha Timothy, Đức Cha Thomas Thái Thành, Đức Cha Brown và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin nhìn đến hai tôi tớ của Cha đây là Đình Trung và Nhật Linh, hôm nay trở nên duyên vợ chồng. Xin chúc lành cho tình thương này và ban họ được sống hạnh phúc như lòng Chúa ước mong. Chúng ta dành những phút này để cầu nguyện cho Đình Trung và cho Nhật Linh. Let us pause and pray for the newlyweds that they may love each other and respect each other as the Lord commanded. Xin Chúa cùng anh chị em ngoan ngoãn nghỉ trong niềm hy vọng sông lái, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ thân bằng quyến thuộc của hai họ Phạm và Huỳnh chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được hòa hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, Thánh Phanxicô, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các Ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người hiệp với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Và đứng lên để cầu nguyện cho Đình Trung và Nhật Linh được yêu thương nhau. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thứ Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sang, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Xin mời Trung và Linh hãy quỳ xuống để Cha ban phước lành. Lạy Cha chí thánh, Cha tác tạo con người giống hình ảnh Cha và dựng nên họ có nam có nữ, lại phối hợp hai thành một về tinh thần cũng như thể xác để vợ chồng cùng nhau chu toàn nhiệm vụ ở trần gian. Lạy Chúa là Thiên Chúa Hằng Hữu, Chúa đã muốn cho hai người con đây được trở nên duyên vợ chồng. Xin cho hai người biết chia sẻ cho nhau nhiều hồng ân mà vì yêu thương đã ban tặng, và khi người này tỏ cho người kia thấy mình là dấu chữ hiện diện của Cha thì cả hai được ý hợp tâm đầu. Xin ban cho Trung và Linh tự tay nuôi sống gia đình vừa gầy dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho con cái sau này được nhận vào gia đình của Cha trên trời. Xin Cha tuôn đổ muôn phước lộc trên chị Nhật Linh, giúp chị chu toàn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, biết trao dồi tiết hạnh, lấy tình yêu thanh khiết mà làm cho gia đình ngày thêm ấm cúng, lấy khả ái hiền hòa làm rạng rỡ gia phong. Xin Cha ban cho anh Đình Trung muôn ơn phước bởi trời, giúp anh chu toàn một cách xứng đáng nhiệm vụ một người chồng trung thủy và một người cha tài đức khôn ngoan.
Lạy Cha Chí Thánh, xin cho hai người con đây vừa thành hôn trước mặt Cha, xin cho hai người con này mai sau được vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Trong ngày niềm vui chúng ta chúc bình an cho nhau. Xin mời anh chị xuống bắt tay với cha mẹ. Chúc mừng. Xuống bắt tay với cha mẹ, với bác. Được lưu ý việc rước lễ dành cho người Công giáo với đủ điều kiện mà thôi. Nhưng ai không phải là người Công giáo xin đừng lên rước lễ, vì đó là dành cho người Công giáo mà thôi. For those who are not Catholics, please remain at your seat to pray for Trung and for Nhật Linh. Thank you so much for your cooperation. Đây Chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho chúng ta được mời tới dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ. Xin mình máu Kitô ban cho chúng con sự sống đời đời. Amen. Amen. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, săn son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập trời, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bao đường, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Stand. Và đứng lên nào, xin chào đứng lên. Nguyện cầu cho nhau. Please stand everybody. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự bàn tiệc thánh. Xin cho Đình Trung và Nhật Linh vừa kết duyên với nhau trong Chúa, luôn luôn sống yêu thương nhau và gắn bó, hầu mai sau được vào quê trời, hướng hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin mời quý vị an tọa. Giờ đây ông Khẩn sẽ có đôi lời cảm ơn quan khách. Xin mời ông. Trọng kính cha Giuse, chánh sứ chủ tế, hôm nay con được phép
Trước hết đại diện cho tất cả quý vị trong thánh đường hôm nay, xin chúc mừng cha xứ được 31 năm đại hồng ân Chúa đã ban cho cha, đã trao cho cha trách nhiệm chăn đàn chiên 31 năm. Theo ý nghĩ của con, trong đàn chiên này, trong 31 năm, không có một con nào bị lạc. Xin cảm ơn, tạ ơn Chúa. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa cha chủ tế, kính thưa quý vị, hôm nay con được phép đại diện cho thân phụ mẫu của cô dâu chú rể. Rất tiếc hôm nay thân phụ mẫu của cô dâu ở Việt Nam không qua được vì vấn đề bệnh Covid. Hôm nay chúng con xin được đại diện cảm ơn cha đã thay mặt Chúa ban phép bí tích hôn phối cho cô dâu chú rể hôm nay. Xin Chúa gìn giữ ban sức khỏe cho cha để dẫn dắt đàn chiên, không phải là 31 năm mà phải là thêm 31 năm nữa ít nhất. Chúng con xin cảm ơn ông chủ tịch của giáo xứ cùng tất cả quý vị trong ban ngành đã phục vụ trong thánh lễ hôm nay. Chúng con xin cảm ơn tất cả quý vị đã đáp lại lời mời của cô dâu chú rể từ các tiểu bang khác xa đã về đến đây để cùng dâng thánh lễ cầu nguyện cho đôi tân hôn. Chúng tôi không quên cảm ơn tất cả quý vị, các anh chị em trong ca đoàn đã dâng lời ca tiếng hát lên Thiên Chúa chúc tụng cho đôi tân hôn hôm nay thật là la vang. Nhất là những ngày Chủ nhật thứ bảy, quý vị đã la thật lớn, la vang cả thế giới đều nghe. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Một lần nữa, con xin cảm ơn cha Giuse, chánh xứ Thánh đường La Vang, giáo xứ La Vang. Và sau hết, xin con đại diện cho hai gia đình, xin mời cha bớt chút thì giờ đến tham dự một bữa tiệc gia đình với chúng con tại nhà hàng Seafood Diamond Bar tại đường Golden West và Westminster. Con xin cảm tạ cha và tất cả quý vị trong cộng đồng. Chúc cha 30 năm nữa, lúc đó là cỏ xanh lâu rồi. Chúng ta thấy rằng năm nay là 60 rồi, ông chúc 30 năm là 90, chắc không có đâu, chừng 80 là amen rồi. Tất cả chúng ta cầu nguyện cho nhau. Xin cảm ơn ông Khẩn đã có những lời vàng ngọc ngày hôm nay, cũng như là giờ đây xin mời ông bà Khẩn đứng lên để chúc mừng ông bà. Ông bà Khẩn và ông bà Khẩn đứng lên luôn ạ. Ông bà đứng lên, xin mời bà Khẩn và ông bà Khẩn luôn. Và xin mời cô Giselle Đào và anh Tony, anh Hoàng Phạm đại diện cho đàn gái đứng lên luôn. Chúng ta chúc mừng một tràng hoa tay để cảm ơn hai người đại diện cho ông bà bác sĩ từ Sài Gòn, Việt Nam không thể hiện diện trong ngày hôm nay được. Chúc tất cả quý vị được an khang và hy vọng là một ngày không xa thì cô Nhật Linh và Đình Trung sẽ đáp máy bay từ Bô Sa để bay thẳng về Sài Gòn thăm ông bà. Và chúng ta hôm nay những người nào thứ bang khác đứng lên ạ. Ai thứ bang nào đứng lên? Có ai thứ bang khác nào không? Anybody? Có ai thứ bang khác về không? Ở chỗ nào có không? Này Nhật Linh, có ai thứ bang khác về không? Có ai ở chỗ nào San Jose không? Có chỗ nào vừa hô vừa dê không?
Vâng, tất cả chúng ta, thank you so much, gentlemen, ladies and gentlemen. Thank you for being here with Trung and Nhật Linh today. I hope you have a wonderful reception. Xin cá lỗi quý vị rất tiếc vì ngày hôm nay cũng có đám cưới người con đỡ đầu, cho nên không thể nào bỏ được. Tại chúng nó chửi cho chết. Vâng, tất cả chúng ta xin cáo lỗi với ông bà thôi, bởi vì hôm nay cũng có đám cưới người con tinh thần, không bỏ được. Cũng là cái giờ đấy, xin cáo lỗi và chúc quý vị ăn ngon. Và tất cả chúng ta chúc mừng cho Đình Trung và Nhật Linh nữa. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, chúng ta chúc cho hai bạn trẻ được hạnh phúc. Rồi hãy quay lên để nhận phép lành. Anh cứ đứng lên, please stand for blessing. Quý vị xuống. Chúng ta cúi đầu sau mấy câu xin thưa Amen. Xin Thiên Chúa lời Cha hằng hữu gìn giữ Đình Trung và Nhật Linh được hòa thuận yêu thương nhau. Xin Đức Kitô ban cho gia đình mới này được yên vui đầm ấm. Amen. Chúc Nhật Linh và Đình Trung có con cái nối dõi tông đường, được bạn hữu mến thương giúp đỡ và luôn sống hòa thuận với mọi người. Amen. Chúc Đình Trung và Nhật Linh luôn luôn yêu thương những người khổ đau nghèo đói, để ngày sau chính họ sẽ đền ơn và mời gọi anh chị và thân bằng quyến thuộc vào nhà Cha trên trời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng làm dấu là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành trên Đình Trung và Nhật Linh và ở cùng hai họ luôn mãi. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Xin mời Nhật Linh và Đình Trung đến bàn thờ Đức Mẹ cùng với ông bà Khản. Ave Maria, ôi nữ trinh đầy hồng ân, chính Chúa đã dự tình thương đoái trông. Mẹ cao sang khắp trên trần gian, Chúa Giêsu, con lòng mẹ ơn phúc luôn tràn lan, mẹ ban phát cho nhân trần. Mẹ ơi, con ca mừng thiên chính mẹ Chúa Trời. Chiều thiên uy linh mười hai ánh sao ra ngời, từ nơi cao sang xin thương nhìn xem chúng con hằng ngóng trông mong phần vinh phúc trên trời cao. Ave Maria. Xin mời anh chị lại đây chụp hình với quý cha. Xin mời lại đây. Chúng ta cho lời cho một đại ca đoàn một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn anh chị.
Biệt danh gọi là gì? Biệt danh của em là Cát Cửu. Còn vợ em là Huỳnh Nhật Linh, con của ông Huỳnh Như Cử. Và mẹ là Lê Thị Kim Cúc. Biệt danh của vợ em là Soda, sữa hột gà. Nhanh quá. Chúng em cảm ơn mọi người, các anh chị đã dành thời gian cho chúng em. Tuy là Covid nhưng mà chúng em rất hạnh phúc ạ. Cảm ơn anh Hiệu, cảm ơn anh Hiệu, cảm ơn tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Còn cảm ơn bố mẹ. Còn cảm ơn hai bác và hai bố mẹ bên Việt Nam. Tôi và nhà tôi và hai cháu ở đây mà chưa biết ông bà. Hôm nay là nhân tiện Tết đầu tiên của cháu thì chúng tôi gửi lời kính thăm ông bà và toàn thể gia đình là mọi sự lành trong tình yêu của Thượng Đế. Đẹp đây con muốn gửi lời tới bố mẹ. Bố mẹ đã thuộc tuy là mà Covid bố mẹ không có ở đây. Nhưng mà anh cụ và gia đình chồng rất là yêu thương con. Thôi hôm nay cũng con rất hạnh phúc. Mọi người là lúc nào cũng suy nghĩ cho con hết. Con không cảm thấy thiệt thòi á. Con cảm ơn bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ. Con cũng cảm ơn chồng con vì có anh ấy con mới có thêm một gia đình nữa. Và đặc biệt gia đình chồng con là double vì đối với chồng con gia đình của bác cũng là một gia đình nên thành ra là hôm nay nhà mình thôi là 60 người cả nhà nội và nhà ngoại. Chỉ có gia đình thôi. Con không biết nói gì hết. Con chỉ biết là con muốn nói cho bố mẹ biết là mọi người yêu thương con. Dạ. Mày nói vô là gọi cho bố mẹ làm yên tâm đi mày, take care, ok? Bố mẹ đừng lo lắng gì hết, giữ gìn sức khỏe. Con sẽ chăm sóc Soda nhiều, rất là nhiều. Rồi con chỉ mong bố mẹ được nhiều dồi dào sức khỏe để năm sau qua bên với chúng con để ăn thêm tiệc cưới thêm một lần nữa. First year birthday. Còn năm sau là cũng con Minh Anh vợ được 1 tuổi. Vâng.